Tết đêm một ngày cùng gia đình mình trải nghiệm tại công viên Hạ Long nha mọi người. Hello cả nhà, hiện tại mình đang có mặt tại công viên Hạ Long Park của Hạ Long này mọi người này. Đây là một trong những địa điểm mà nên đến cho các bé nhà mình đến nha. Trước khi bắt đầu phải trải qua cái công đoạn mua đồ chơi cùng bọn nhỏ. Đây chúng nó đòi mua hết cái đồ chơi này để đến đồ chơi khác. Ôi con tôi phải lôi cổ nó lại đây. Bây giờ mình cho con gái của mình đi chơi cái trò chơi cảm giác nhẹ này. Trong công viên rồng này có rất là nhiều trò chơi, từ cái cảm giác nhẹ cho đến cảm giác mạnh. Nhưng mà hôm nay mình đi cùng các con trên nhà mình chỉ chơi những cái trò chơi kiểu nhẹ nhẹ như thế này này. Đấy, trò chơi cưỡi ngựa con mình cực kỳ thích. Rồi chỉ có check in thôi. Đi lên đi xuống mãi mà không có một cái bức ảnh. Đấy, hôm nay thì mình sẽ kết thúc chuyến đi tại đây. Hôm sau mình sẽ dẫn các bạn đi một cái địa điểm mới tại Hạ Long nha.